Kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng, và hôm nay chúng tôi vào là buổi trưa, tôi đã hoàn thành xong căn nhà yến tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Cách đây một ngày, hai ngày tôi đã post lên một cái video gọi là báo lỗi cái nhà yến này. Sau hơn một ngày làm việc, chúng tôi đã hoàn thiện lại. Về tổng thể ngôi nhà yến này thì nó là 4 tầng đấy, nó hơn 200 m², thì tường đảo chim tương đối là tốt. Thực sự quý vị có thể xem tường đảo chim đạt tiêu chuẩn này, đạt tiêu chuẩn, nói chung là khẩu độ và cái kích thước là tương đối là tốt. Và khi trên này thì họ không có cái lỗ điều khí điều nhiệt trên này, tôi hay gọi là lỗ thần thánh. Và tổng số nhà yến này nó đã 5 năm, và tổng số tổ được khoảng 60 tổ, là cho chủ nhà báo lại tôi không quan tâm, bởi vì nhà này tôi giải cứu, làm giá giải cứu nhé. Làm giá giải cứu không phải là giải cứu là không lấy tiền nhé. Chúng tôi vẫn phải xăng, vẫn phải đổ, cơm vẫn phải ăn, mà nước vẫn phải uống, cầu đường thì vẫn phải đóng, thuế thân thì vẫn phải đóng hàng tháng hàng ngày. Chúng tôi không thể làm miễn phí, là chúng tôi không miễn phí được nữa. Và đối với những cái nhà giải cứu thì chủ nhà phải thực sự là chăm chỉ, thực sự là phải học, thực sự là phải tâm huyết là nhà yến của mình, không phải bằng cái lỗ miệng mà bằng hành động, bằng việc làm đấy. Và tôi sẽ sau khi làm bàn giao xong, tôi sẽ bàn giao cho nhà yến này, và chủ nhà phải vận hành theo tất cả những gì được hướng dẫn. Đó là cái cách là chúng tôi giải cứu một căn nhà yến. Ở mấy chỗ này chúng tôi đã làm một cái đường dẫn ở đây, một con dẫn, mà nó dẫn chỗ này để cho chim nó xuống. Tất cả cái hệ thống trên này chuồng đảo chim đã xong, và những cái lỗ ở đây đã được chúng tôi bít lại, chủ nhà bít lại bên ngoài thì tôi đã dặn trước là bít rồi. Thế còn đây là cái loa dẫn của chúng tôi, và tôi sẽ kiểm tra từ trên xuống dưới cho nhân viên cho nó làm ra làm sao. Chủ nhà phải cho cái thang này ra, nó vướng vào đường bay, cho chủ nhà tự làm đi, tôi không làm, người như rút rồi. Và đây là cái đường loa dẫn, đây đường loa dẫn, cái này tôi phải làm hệ thống thông khí, và chúng tôi phải khoan rất nhiều các cái lỗ khí ở đây. Vì nhà này nó được rất đặc biệt, nguyên nhân thất bại là rất đặc biệt, nó là một cái nứt tường. Sau khi chúng tôi khoan cái lỗ này ra, khoan lỗ này ra thì ở trong nó có một lớp mà là chống nóng bằng bạc chắn toàn bộ ngôi nhà yến này, và nó biến thành bức tường này không có giá trị trong nhà yến, và nó rất là lạnh. Nó khoảng tầm khi tôi đến đấy, độ ẩm nó khoảng tầm 75%, mà tôi đã không bắt trên video rồi đấy, 75, 76, 77% thì mà không chạy ẩm mà nó ẩm như thế, tức là cái nhà này rất là hôi và có dấu hiệu mốc tường luôn. Và ngoài ra còn có những cái phân như thế này nữa. Và điều quan trọng nhất là trước khi tôi làm tôi phải chủ nhà phải dọn nhà vệ sinh, nếu không dọn là chúng tôi không làm, vì chúng tôi không phải là cái đơn vị đi dọn cứt, dọn cứt nhiều rồi, 3 năm đi dọn cứt rồi, bây giờ không dọn nữa đâu. Ai có làm thì phải dọn sạch sẽ nhà cửa đi, vì con yến rất là sạch, nó yến nó rất là sạch, nó không có đơn giản như mình nghĩ. Hệ thống loa dẫn tôi phải chắn lại, kiểm tra lại. Và các đàn nội dung đây chúng tôi đã phải đi lại rồi, chứ không vừa loa trùng nó vừa nó đủ thứ trên đời luôn, nên chúng tôi phải tiếp tục phải lao thọ âm lại, làm lại âm và đi xuống tầng dưới. Tầng trên này chúng tôi vẫn sử dụng là ống 114 thôi, còn ống 90 chúng tôi sử dụng rất là ít, không có nhiều, nhưng càng xuống tầng dưới chúng tôi sẽ sử dụng nhiều hơn. Và khi xuống tầng dưới này, chúng tôi sẽ sử dụng nhiều cái ống 90 nhiều hơn và mới đủ nhiệt được. Và tôi là người cuối cùng để ra xem, kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra những cái ống khí, và đặc biệt là sau khi chúng tôi xịt PC xong. Đấy, nhà bây giờ là trạng thái tinh khiết, không còn là ô uế nữa. Rồi, những hàng loa hàng tưng tuyệt vời rồi, không có gì cả. Đây, tôi chả giấu gì đâu. Đấy, đây mắt là tôi sử dụng các ống khí 90. Đấy.
Đây xuống đây thì chúng tôi đã bắt đầu sử dụng nhiều các ống 90 nhiều hơn nữa. Đây. Ống 90 là ống 114 đặc xịt luôn. Vì dưới này nó rất là lạnh. Và chúng tôi điều khiển những ống khí này dựa vào trên nguyên lý là thân nhiệt của chúng tôi. Gọi là nói nôm na tí gọi là máy chạy bằng cơm. Không có gì là nguyên tắc cả. Cái này gọi là máy chạy bằng cơm cho khi cảm nhận tốt. Tôi cảm thấy nó ok thì nó ok đi xuống. Đứa nào qua đóng lò dẫn lên tầng trên có một con lò dẫn bị tuột, cầm cái búa cái đinh lên, tháo cái một cái cầu thang, cái thang của anh ấy ở ngay cái miệng lỗ tầng tỉnh đấy, tầng 4 đấy, nó cản đường bay của chim ấy, tháo xuống hạ cái thang xuống. Và đây là cái chuồng đảo chim. Vâng, tôi quay cho quý vị coi. Đây, chúng tôi đã phải chắn sáng rất là nhiều có ánh sáng đây. Và nhà này có điều đặc biệt là tôi để 4 lỗ chim luôn. 4 lỗ chim, không cứ một lỗ nào, bất kỳ lỗ nào tôi cũng thả để cho chim xuống. Thích vào lỗ nào thì vào. Thích vào lỗ nào thì vào, được chưa? Đấy. Đây, đường dẫn chim xuống đây. Nó như thế. Và bây giờ chúng tôi ra mở âm. Đây là sàn chẹt. Ở đây là một cái gọi là thủ đoạn để làm như ý nhiệt độ độ ẩm như ý. Nhà này thì nói thật với bác này, nhà này bác này cũng 7 căn thôi. Có một căn thì rất thành công, kế đây chỉ có 10 mét thôi. Và sau khi đó khi mà thành công thì bắt đầu làm thêm căn này. Và cũng một điều ông chủ tiết lộ với tôi thôi, nói khi mà làm căn kia nó thành công rồi thì nói một câu rất là hay, ui thì kỹ thuật thì mấy ông cũng gọi là đại lý, ý là gọi là coi nhẹ. Đấy, ý là coi nhẹ. Để từ thiết kế từ làm y như là cái phẩm mắt còn tự nhá. Gọi là phẩm mát copy photo copy y như nhà bên kia. Tầng 4 gọi là photo copy, người ta làm phim mà cứ ào nào quá, khi cứ gọi là photo copy lên là nó y như vậy luôn. Và cuối cùng là sau 5 năm vận hành được 60 tờ và cũng tự vận hành đấy 7 căn nhà yến, thì một căn có duy nhất một căn thành công cách đây khi mà vận hành không được nữa bằng các kiểu các thủ đoạn luôn không được nữa thì bắt đầu mới mời chúng tôi đến. Và trước khi mà mời tôi đến thì có 2 căn ở đây tôi làm rất là ok, đó là một căn làm 4 tháng, 2 căn 4 tháng này. Một căn 4 tháng này. thì giờ bắt đầu tôi mới tiến hành làm lại. Thì trước đây thì quý vị thấy phần kinh khủng và bây giờ thì tôi đã khác rồi. Dưới đây là toàn bộ là tất cả các ống 90 tôi tận dụng tối đa và các 114 tôi khoan tối đa luôn, không chỗ nào để khoan nữa. Và tôi hy vọng là trong một thời gian tới nữa tôi sẽ quay lại trở lại căn nhà yến này và tôi sẽ quay lại cho quý vị xem, chắc chắn là sẽ quay lại. Ở đây là cái hệ thống máy móc thì ông chủ ra tôi chỉ ra lại một lần này, có gì là mà vận hành này. Đây là hai cái em ly du nhé, hai em ly du là tôi đã rất là cẩn thận này, tôi đã đấu lại rồi. Đây này thì chỉ cái cặp này đi với nhau này, thấy chưa? Thấy chưa? Đập này rút là không có dùng này, rút nó ra, không may xét đánh thì còn cái, thấy chưa? Còn đang dùng nữa dùng cái này này, rồi bật cái này lên. Đấy, âm ở đây hai cái này tương đồng với nhau, thấy chưa? Cái nhảy này này, nó cũng có thể lên số 3, có thể số 4, có số 1 và số 0 kệ cha đó. Bởi vì cái này cái mắt này đôi khi nó bị hư, nó bị lỗi nhá, đấy. Nên là không cần để ý cái này mà cái cường độ cái âm này nghe ở đây này,
dí tay vào nghe ở đó, được chưa? Đấy. Muốn nghe ở đó thì phải tắt cái này đi. Và trên đây cũng vậy này. Đây cũng là hai cái loa dẫn này. Đấy, tôi để cái âm ở đây. Tôi sử dụng một cái thôi. Đấy, cái này. Rút cái đầu kia ra. Đấy. Được chưa? Đấy, rút ra, rút một cái thôi. Nào nhớ nhớ tôi thì mở video ra coi. Đây, rút nó ra, được chưa? Đấy, thì bật cái dưới. Được chưa? Cái số này không quan trọng đâu. Nó tương đồng nhau rồi. Đấy, nó kêu chưa? Đấy là bàn giao cho bác là loa đài dây dọ từng cái loa từng ấy cho kiểm tra hết rồi. Đấy, coi như đây vừa đánh nào số 2 bây giờ nhảy số 1 này. Đừng có căn cứ cái này mà mở nó chết. Được không? Ví dụ tôi tắt cái này đi này. Tôi cắm cái này vào này. Nó chạy này. Về ba ơi, đứng đi rồi. Đấy, số 2 này. Đôi khi thích cũng đâu rồi. Thích thích thì nó về số 1. Không có sao cả. Được chưa? Hiểu vấn đề đấy thì vận hành cho nó tốt. Cố gắng sau quan tôi hai cái này tôi 200 ly là nó chạy như thế này là ok rồi. Đây. Tôi để cho thẻ nhớ. Cái USB. Nếu trong trường hợp mà USB mà nó hư thì mang thẻ nhớ cắm vào đây. Nếu USB thẻ nhớ nó hư thì mang USB cắm vào đây. Trên này là lần ngược lại. Bởi vì cái đầu đọc này rất là hay bị. Rất khi nó có khi hay bị về cả USB và thẻ nhớ một trong cái. Mà nó bị hư không thì nó hư không ấy. Cái đấy thì dán là đi mà sửa. Rồi. Thôi còn đấu cái này. Chỗ này nó hở này. Đấy, khi mà tháo đi mà sửa đấy thì cố gắng làm sao mà lấy băng keo, quấn nó vào. Rồi. Còn cái cặp nó có chữ ấy, thì là nó là cặp dương. Rồi. Còn cái không có chữ là cặp âm. Nhưng mà quấn băng keo này không để hai bên nó tháo ra cái nó chạm hư loa. Được chưa? Hiểu vấn đề nói gì? Rồi. Cái này nó chạy là từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối, cái này là chạy xuyên suốt luôn. Ok. Rồi. Xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị trong video của Đức lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.